vào phần pha chế nè. Pha chế hôm nay á thì nguyên liệu mình cần nó cho cái món mà trà sữa rậm vàng là mình sẽ bao gồm như sau. Chúng ta sẽ có trà đen nha, trà đen thương hiệu Lộc Phát nha mấy anh chị nha. Trà này thì nó thơm nhưng mà khi pha trà sữa nó không bị đắng nha. Trà đen thương hiệu Lộc Phát nè. Tiếp theo nữa là lục trà lài Lộc Phát nha. Đó, sản phẩm thứ hai. Sản phẩm thứ ba là bột béo B1. Ngoài cái bột béo B1, anh chị có thể dùng các loại bột béo của thương hiệu Kiwi thì cũng được nha. Đó. Rồi, sữa đặc. Đây, chúng ta phải có kèm theo là sữa đặc nữa. Rồi, đường cát trắng. Dạ. Và không thể thiếu đó chính là đậu xanh cà vỏ nha, đậu xanh đã cà vỏ nha. Dạ rồi, đó. Ngoài ra còn có muối ăn nữa. Muối ăn. Như vậy là chúng ta có 2, 4, 6, 7 nguyên liệu để làm được món trà sữa rồng vàng. Và để làm được trà sữa rồng vàng, đầu tiên như phải cần làm trà sữa trước. Và bước đầu tiên của làm trà sữa đó chính là bước ủ trà. Ủ trà thì ở đây là mình sẽ cần dùng là gì? 70g trà đen Lộc Phát nha. Làm trà sữa nha mấy anh chị nha. Rất là thơm. Trà đen Lộc Phát rất là thơm luôn á. Ra màu nước rất là đậm nha, mình không cần dùng có nhiều trà đâu. 70g trà đen Lộc Phát. Tiếp theo nữa là mình sẽ lấy thêm 30g lục trà lài Lộc Phát. Vừa rồi là Nhi đã bỏ là 70g trà đen nè Lộc Phát, bây giờ Nhi bỏ tiếp 30g trà lục trà lài Lộc Phát. Rồi, rút dây nha, buộc chặt. Đó. Sau đó mình sẽ lấy 2,3 lít nước sôi 100 độ C nha, để đổ vào bình ủ. Rồi ở đây là Nhi cho vào bình là 2,3 lít nước sôi để ủ trà. Và lưu ý là khi mà ủ trà là mấy anh chị mình sẽ dùng các cái thiết bị mà có khả năng giữ nhiệt. Ví dụ như là mình nên dùng bình ủ trà thì mình mới ủ được cái lượng trà ngon nha. Còn nếu mình dùng những cái bình bình thường á, nó không có khả năng giữ nhiệt á, thì mình ủ ra trà nó không ra hết chất. Ngoài ra là khi mà nó không được kín á, thì nó sẽ bay mất cái mùi thơm của trà nha. Cho nên chúng ta nên dùng bình ủ trà để ủ tất cả các loại trà để làm trà sữa, trà trái cây nha. Bây giờ trong lúc mà 20 phút á, mình đang chờ ủ trà thì Nhi sẽ làm cái sốt đậu xanh nha. Thực ra là cái món trà sữa rồng vàng này á, là Nhi lấy cái đậu xanh làm cái topping, làm cái topping chính cho cái món trà sữa. Thì bởi vì mình dùng đậu xanh đó nên mình thay vì đặt trà sữa đậu xanh thì nó không hay, mình đặt trà sữa rồng vàng thì rất hay. Tại vì ai cũng biết là đậu xanh là có một cái thương hiệu đậu xanh rồng vàng rất là nổi tiếng nha. Với lại là rồng vàng là một cái gì đó nó rất là phù hợp với văn hóa người Việt Nam. Mà đậu xanh thì cũng là một cái sản phẩm của Việt Nam. Cho nên Nhi muốn lấy cái tên là trà sữa rồng vàng. Như khẳng định một lần nữa là mặc dù là mình trà sữa là xuất thân từ Đài Loan, nhưng mà ở Việt Nam mình cũng làm ra được những loại trà sữa rất là ngon, thuần Việt nha, mà vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Cho nên đó là lý do vì sao Nhi đặt cái tên là trà sữa rồng vàng nha mấy chị nha. Rồi, vậy bây giờ để mà chúng ta có được nguyên liệu cho món trà sữa rồng vàng thì bây giờ Nhi sẽ cần làm sốt đậu xanh. Thì nguyên liệu chúng ta cần có như sau nè. Mà mình nhà mình biết đậu xanh này không? Đậu xanh này người ta bán sẵn ngoài chợ nha. Nó là đậu xanh đã cà vỏ rồi nha, mua là đã cà vỏ rồi cho khỏe nha. Đừng có mình mua đậu xanh mà chưa cà vỏ nha. Đậu xanh đã cà vỏ mình mua là mình đem đi sử dụng là 240g đậu xanh đã cà vỏ nha. Rồi, tiếp theo là Nhi có 140g đường cát trắng và muối ăn. Một ít muối ăn xíu nữa Nhi sẽ đập muối ăn nha. Rồi, bây giờ về phần đậu xanh á, để mà nấu cho cái sốt đậu xanh của mình nó có đậu xanh nó béo bùi ngon, nó không bị sườn á, thì chúng ta phải ngâm. Thông thường á, ông bà mình á, nếu mà muốn nấu đậu xanh hay gọi là đũa xanh á, thì đa phần là đều phải ngâm qua đêm đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ á, dành cho chủ quán thì Nhi nghiên cứu ra một cái công thức ngâm khác, nó phù hợp hơn, nó ngắn thời gian hơn, để cho nhiều khi á, tối hôm qua mình quên ngâm đậu xanh thì mình vẫn có đậu xanh để bán. Đó là Nhi sẽ dùng cái bình ủ trà mà có khả năng giữ nhiệt á, Nhi bỏ cái đậu xanh sống vô, sau đó nấu nước sôi, đổ vào ngập đậu xanh, ngập gấp đôi nha, ngập gấp đôi đậu xanh. Thì ngâm 2 tiếng thì chúng ta có cái chất đậu xanh nó mềm,
tương đương với là việc mình ngâm qua đêm. Ở đây là để cho tiết kiệm thời gian livestream thì Nhi đã ngâm trước nha. Tiếp theo là mình sẽ nấu nha. Nấu thì Nhi sẽ sử dụng cái nồi nấu chân trâu để mà nấu đậu xanh. Anh cái nồi nấu chân trâu này nè, thì cái nồi này mình nấu được chân trâu nè, mình nấu được các loại hạt, các loại đậu luôn, nấu chè được luôn mấy chị ha, rất là tuyệt vời. Còn nếu trường hợp mà anh chị không có nồi nấu chân trâu mà anh chị nấu thì mình cũng có thể dùng nồi cơm điện để nấu ha. Rồi và bây giờ Nhi nấu một nồi nấu chân trâu. Ở trong này á, là Nhi đã bỏ sẵn ở trong này là 750g nước nha, nước sạch, nước sạch hoặc nước lọc tùy mình. Sau đó mình bật nút là để mà sau khi đậu xanh mà ngâm được qua đêm hoặc là ngâm 2 tiếng với nước sôi thì chúng ta sẽ nấu nó 40 phút và ủ nóng 20 phút thì nó sẽ nhừ nha. Đây, ở đây là Nhi có một nồi đó, trước khi vào livestream thì Nhi đã nấu trước để mà tiết kiệm thời gian livestream. Đây bây giờ Nhi sẽ lấy ra cho mình coi nha. Còn cái nồi bên cạnh là lúc nãy mới bỏ vô nấu chưa ăn được. Rồi đây, đậu xanh sau khi nãy nấu xong anh chị thấy không, nó nè rất là tuyệt vời nha. Đây thì giờ mặt trời lắm đó, đang bốc khói luôn, cũng mới nấu à. Như mới nấu trước khi livestream 2 tiếng à, cũng mới nấu chín xong luôn á, thì đậu xanh nó nở bung ra và khi mình dùng ngón tay á mình bóp nè thì nó nát hết trơn nha. Đó, nó nát hết không còn cái gì. Còn nếu trường hợp mà anh chị bóp nó không nát thì sao, nó chưa chín mình phải nấu nữa nha, nó bị sượng là ăn không ngon. Bây giờ tiếp theo là Nhi sẽ nấu sốt đậu xanh nha. Nhi sẽ làm sốt đậu xanh đơn giản vô cùng. Bây giờ sốt đậu xanh của mình nè là mình sẽ dùng một cái máy. Cái máy này là phải có cái chức năng là gì, cái chức năng của mình là xay nha, xay được, máy sinh tố là được nha. Máy sinh tố hoặc là mua những cái máy mà xay đá xay luôn, xay cho mạnh. Rồi mình sẽ cho cái phần mà đậu xanh á, mình sẽ cho cái phần đậu xanh mà mình đã nấu chín vô cối luôn nha, và hết luôn. Ở đây á là vừa rồi Nhi là nấu 240g, thì cái thành phẩm này nè, thành phẩm này mình sẽ được là 433g nha. Nếu anh chị nào không có máy thì dùng cái mấy cái que đánh á, que đánh trứng mình đánh cho nát ra, nhưng mà có máy thì hay hơn nha. Thì nếu mà dùng que đánh trứng á, mình đánh á, thì nó không có được nát như là mình dùng máy mình xay. Và cái món này là đậu xanh để xay nát mới ngon. Rồi tiếp theo là với một lượng là 240g cái đậu xanh sống mà mình nấu lên á, là mình được mình ngâm xong rồi mình được 433g, nhưng mà nấu chín luôn nha, nấu chín luôn thì ở đây này là rơi vào khoảng 800g. Thành phẩm đậu xanh đã nấu chín 800g thì mình cho 140g đường cát. Ở đây á, cái đậu xanh này mình chỉ làm ngọt rất là nhẹ thôi nha. Còn thực sự nếu mà nấu tới chè đó thì nó phải là hai. Như đây đậu xanh thì nó phải tầm khoảng 400g đường thì mới ngọt giống chè. Ở đây Nhi chỉ sử dụng có 140g. Lý do là bởi vì đậu xanh mình sẽ kết hợp chung với trà sữa mà. Cho nên á, nếu như mà mình lại cho cái đường nó vào đậu xanh ngọt quá thì uống nó thực sự không ngon nữa nha. Và khi á, mà đồ ngọt nó nhiều á, thì nó làm giảm đi cái độ béo của đậu xanh. Cho nên chúng ta cho được ít thôi để đậu xanh béo bùi. Và kết hợp với trà sữa thì là không làm trà sữa của mình bị quá ngán nha. Tiếp theo muối ăn à, bỏ muối ăn vô cho ngon. Ở đây là mình sẽ dùng là nếu mà như đây mình sẽ dùng khoảng là 0.5ml, 0.5, 0.6ml nha. Muối ăn là muỗng này là 1ml, lấy khoảng hơn nửa muỗng xíu là được. Rồi bây giờ xay thôi cả nhà ơi, xay cho đến khi nát nhừ nha. Nhưng mà mình để một xíu nữa thôi, khoảng 5-10 phút nó nguội thì nó sẽ đặc hơn nha. Đây, khi mà đang nóng thì nó sẽ ở dạng trạng thái như thế này nè. Nếu anh chị nào mà biết làm macchiato rồi á, thì cái độ đặc nó gần giống macchiato khi mà mới xay xong đang nóng. Còn chút xíu nữa
khi mà mình làm cho nó để nguội nó sẽ đặc hơn nha, nó sẽ đặc hơn một xíu. Khi mà để nguội thì nó cũng giống như là macchiato bị đặc vậy đó mấy chị đó. Nói chung là nó gần giống macchiato về cái độ sánh. Nếu mà khi mới xay xong đang nóng thì nó giống như là macchiato mới đánh đó nha, là nó đạt yêu cầu. Còn nếu mà khi mà nó nguội xuống thì nó đặc, cũng là bằng đặc bằng với cái việc mà macchiato để lâu nó đặc á, chứ nó bị khô do nó đặc. Bây giờ là mình sẽ lấy trà lên. Đây, ở đây là mình sẽ dùng có cái túi vải lọc trà này, thì mình sẽ lấy ra. Lúc nãy là mình ủ 20 phút đó. Trước khi lấy ra thì lúc nào mình cũng phải là dầm dầm cái trà ra. Sau khi mình vắt khô được trà nha mấy anh chị nha, thì mình sẽ làm bước tiếp theo là mình sẽ cho bột béo, đường, sữa đặc vào, muối và đánh tan nha. Rồi ở đây bột béo là mình có 400g bột béo, như đang xài Vinhomes, anh chị có thể xài dùng Kibit cũng được ha. Đó, đó là bột béo trên thị trường, nhưng mà Vinhomes thì nó ngon hơn, nó đặc sẵn hơn. Đó, cho bột béo vô đánh, tan bột béo ra, đường cát vô luôn. Rồi tiếp theo, để cho trà sữa mình đậm vị ngọt mà ngọt không ngọt gắt mà ngọt thanh, thì chúng ta sẽ cho muối ăn vô nha mấy anh chị nha. Với một cái công thức như thế này á thì mình sẽ cho 2-50 g. Và tiếp theo, công thức này thực sự nó là 3 lít nước nhưng mà mình cho trước 2/3. Bây giờ tiếp theo là mình cho 0,7 kg đá vi vào để mà mình làm cho cái phần trà sữa của mình nó nguội nhanh, và mình sẽ đóng chai cất ngăn mát liền nha. Đó, sau khi cho đá vô khuấy tan đá ra thì chúng ta sẽ dùng các cái chai nhựa là cho trà sữa vào chai, rồi mình sẽ cất ngăn mát, đúng không ạ? Thì thường á, trà sữa làm xong uống liền thì vẫn được, nó rất là thơm trà. Tuy nhiên nếu mà muốn trà sữa nó ngon hơn, đậm vị hơn á, thì chúng ta nên cho nó vào trong ngăn mát 8 tiếng. Thì có nghĩa là mình pha để qua đêm hôm sau bán á, thì uống cái trà sữa nó sẽ béo hơn, nó sẽ đặc sánh hơn và nó sẽ kiểu hơi sánh sánh á. Còn nếu mà mình làm xong mình uống liền thì nó cũng ngon, nó ngon kiểu khác, nó ngon theo kiểu là đậm vị trà hơn. Còn nếu mà để qua một đêm thì trà nó sẽ dịu xuống và độ béo nó tăng lên, nó sánh tăng lên. Thì thường á thì để qua đêm là uống sẽ ngon hơn. Số đông mọi người thích là thích cái hương vị trà sữa mà làm xong để sang để ngăn mát và ngày mai uống nha. Bây giờ Nhi sẽ chuẩn bị làm trà sữa đồng vàng này. Ở đây này, cái sốt của mình á, sau khi Nhi xay xong để khoảng được nãy giờ nói chuyện khoảng 10 phút ha, thì nó đặc, nó đặc vậy đó nha, là ngon đó. Nó đặc vậy mới ngon anh chị ạ, lỏng nó không ngon. Nó đặc vậy để khi mà mình hút, lúc hút lên cùng với trà sữa nó lên luôn một cái gọi là một cục đậu xanh đi ha, một miếng đậu xanh luôn, rồi mình ăn mình uống chung với trà sữa thì nó rất là bùi, rất là ngon. Bây giờ Nhi sẽ làm luôn, pha luôn công thức trà sữa ly 500 nha. Ly 500 thì chúng ta cần lấy đậu xanh là mình lấy 80g, 80g sốt đậu xanh nha. Đó, còn nếu mà mình không muốn cân thì mình lấy cái vá nào mình cân một lần thôi, rồi mình lấy cái vá mình định lượng nha. Còn ở đây là cân luôn cho chuẩn. Thực ra mấy quán lớn là người ta còn cân tốt pin không mấy anh chị ạ? Cân luôn tốt pin. Rồi nha, bây giờ tiếp theo là Nhi sẽ làm ra món. Sau khi Nhi có được 80g đậu xanh rồi, tuyệt vời, ông mặt trời, mình sẽ lấy cái đậu xanh mình phết thành ly, để cho nó lan lên trên phần á, thành ly nhìn cho ngon, được không ạ? Đó, nhìn rất tuyệt vời. Trà sữa sau khi mình pha xong thành phẩm á, thì đối với ly 500 chúng ta sẽ lấy là 170 nha. Tiếp theo bỏ đá vô, bỏ đá vô đầy đi luôn. Đó, sau đó mình rót trà sữa vô nha.
tuyệt vời luôn. Bỏ thêm đá cho đủ đầy là xong. Vậy là chúng ta đã xong được món gọi là cà sữa rong vàng rồi. Mấy chị thấy hấp dẫn không? Đây, quay đi cho coi nha. Cái phần đậu xanh vàng vàng nó bám lên cả cái phần hạt ly, hòa quyện với cái màu cực kỳ là sexy của trà sữa nha. Fan trà sữa mà nhìn cái màu của trà sữa là kiểu gì cũng chảy nước miếng nha. Cái màu nâu nhạt vô cùng sexy đó. Rồi, kết hợp chung với cái phần là sốt đậu xanh vàng vàng. Đó, rất là tuyệt vời. Nhìn từ xa là người ta tưởng là sầu riêng, hoặc là người ta tưởng là ke chi khách, nhưng mà thực ra nó là đậu xanh. Đó, thì như vậy chúng ta đã hoàn tất được món trà sữa rồng vàng rồi đó. Rồi bây giờ giá vốn này, phần nước cốt trà sữa là 2.700, phần đậu xanh là cả đậu xanh cả đường luôn thì nó chỉ là 1.000. 2.700 cộng 1.000 là nhiêu? 3.700. Ly này, muỗng này, ống hút này, bao bì cho khách đem về nữa, 1.500 nữa. 3.700 là cho 4.000, cộng 1.500 nữa là 5.500, là thành 5.200. Và bây giờ hôm nay Nhi sẽ kết thúc livestream ở đây. Chúc tất cả mấy chị mình thực hiện món là trà sữa rồng vàng thành công, cập nhật menu nha, và bán ngày càng đông khách. Hẹn gặp lại mấy chị trong kỳ tiếp theo. Rồi, chào tạm biệt.